Xin chào anh em. Hôm nay kplus.vn tiếp tục nâng cấp một cái con bàn Gotek 360 Plus lên một chiếc xe Chevrolet Truck. Vâng, đây là cái giao diện của em nó này. Đấy, giao diện Gotek chính hãng luôn. Anh em nhìn qua này. Cái tiện ích của cái sản phẩm Gotek này ấy, đó là về cái ứng dụng giao diện rất là trực quan và bắt mắt. Khi anh em di chuyển thì cái tốc độ nó hiển thị ở đây. Đấy, cảm giác như anh em sẽ không cần phải cái thiết bị HUD nữa. Đấy, và cái điều khiển giọng nói thông minh ở màn hình thì nó ở tích hợp ở ngay trên mặt màn hình như thế này. Đây, anh em có thể giao diện phía trong này, giao diện phía trong nhá. Về tốc độ thì cực kỳ nhạy này anh em này. Đấy, và cái con này là con Gotek 360 Plus phiên bản là cao cấp nhất của Gotek. Đấy, nó có hỗ trợ 360. Đây, anh em có thể quan sát cái chất lượng 360 của Gotek này, bên này vũng nước này, chiếc xe này. Đấy, và quan sát 360 này, ví dụ này, bên lề này, bên lề này, bên phải này, đằng sau này, phía trước này. Đấy, các bác có thể thao tác hoàn toàn bình thường luôn nhá. Rồi, chất lượng này, cái quan trọng mà em thấy em đã lắp rất nhiều các dòng camera 360 thì đánh giá là cái chất lượng camera 360 của Gotek cho cái chất lượng độ sắc nét là khá là cao. Đấy, có thể nói là vượt trội so với một số các cái dòng cam 360 hiện tại trên thị trường. Và riêng cái dòng 360 thì nó đây có sẵn cả cái tính năng ghi hình này. Đấy, đấy là cái tiện ích khi mà các bác lắp 360 liền mạc. Đấy, thay vì là các bác phải lắp thêm một camera hành trình nữa thì với cái cam 360 liền mạc thì nó đã ghi hình 4 mắt cam. Khi mà có xảy ra các cái tình huống va chạm thì 4 mắt cam các bác có thể xem lại. Đấy, phiên bản giao diện phía trong Gotek thì em nghĩ là các bác đã đều xem một số các video review trước rồi. Đấy, em cũng chỉ xin phép review lại thôi. Ví dụ như là các bác có thể tùy chỉnh lại cái giao diện tùy thích mà mình mong muốn, ví dụ như là tím thủy chung này. Đấy, nên là các bác trong quá trình sử dụng thì các bác có thể thay đổi giao diện để cho cái cảm giác như là một mỗi ngày một chiếc màn hình Android mới. Đây, đây trong đây giao diện chính thì của Gotek đây các bác. Phía ngoài thì Gotek đã đặc biệt là đã list ra những cái icon icon mà các bác hay sử dụng, ví dụ như là YouTube này. Đấy, YouTube này. Đấy, rất là hay luôn. Đây, YouTube này. Và riêng cái dòng Chevrolet Truck là một dòng mặt dưỡng và dây rắc khá là hiếm, nhưng mà kplus bên em đã tích hợp toàn bộ lên zin khiển vô lăng này. Các bác có thể thao tác này. Mở video nhạc sàn. Đấy, thì ngay lập tức nó mở ra video luôn với cho cái tốc độ cực kỳ nhanh. Cho chất lượng âm thanh thì cũng rất là tốt. Lách bài hoàn toàn trên vô lăng. Dẫn đường tới cây xăng gần nhất. Ngay lập tức là cho phép dẫn đường tới cái cây xăng gần nhất luôn này, anh em nhìn thấy đây. Đấy, có một điều rất là hay luôn. Đấy, mà không phải là tất cả những cái dòng màn hình nào nó cũng có thể là điều hướng tới cho bạn các bác tìm thấy cái cây xăng gần nhất các bác nhá. Dẫn đường này. Dẫn đường tới sân vận động Mỹ Đình bằng Vietmap. Dẫn đường tới Mỹ Đình bằng Vietmap. Gotek thì đã tích hợp sẵn cái bản đồ Vietmap rất là thông minh và có hỗ trợ cảnh báo tốc độ như này. Khi các bác mà di chuyển những cung đường lạ thì cái cảnh báo tốc độ nó sẽ hỗ trợ cho các bác rất chi là nhiều. Đấy, nhất là khi mà các bác di chuyển và các bác hỗ trợ cần sản phẩm như cái 360. Đấy, Gotek
360 Plus là cái phiên bản cao nhất, RAM 4 3 464, tích hợp 360. Đây, anh em trở về này. Cái này thì có các chức năng là chia đôi màn hình này, các bác nhìn này. Đây. Đây. Khi các bác vừa nghe nhạc này, vừa dẫn đường vừa bên. Đấy. Đấy là cao cấp của cái dòng chip 8 nhân, khác so với cái dòng 4 nhân là các bác chỉ có thể chạy một hình nền nền chạy ẩn như YouTube van và dẫn đường thôi. Còn những dòng chip 8 thì các bác phải chia đôi màn hình như này. Rất là thông minh. Đấy, các bác nếu mà muốn thoát xa thì có thể vuốt sang bên này. Đây. Thì lập tức nó sẽ full màn hình như thế các bác ạ. Trở về giao diện chính này. Đây. Radio này, bật nhạc các thứ này, mở cái kênh VTV này, em thử mở cái VTV cho các bác nhé. Mở VTV 1. Đây. Ôi trời, có thể mạng hơi yếu nhưng mà đấy. Thì ngay lập tức nó sẽ mở ra các kênh VTV để các bác có thể giải trí trên này. Đấy. Đây, trong này. Giao diện này. Rất là sang. Cái độ nhạy, cảm quan cái độ nhạy và cái độ trong màn hình thì nó em đánh giá là khá là tốt. Đây, thử một cái bài mà có hình ảnh đậu xem là nó chất lượng hình ảnh này. Video này chỉ lên 720 thôi, rất là nhanh với cái tốc độ xử lý của con chip xử lý Unisoc 7862, đánh giá cho chất lượng của con chip này xử lý tốc độ khá là nhanh, 10 tốc độ tăng trưởng vô lăng này, tắt này, điều khiển nó hoàn toàn này. Mở radio. Đấy. Mở ngay radio. Với cái chất lượng radio của cái màn hình này hiển thị thì cái do cái chất lượng âm thanh em theo đánh giá là cũng tương đương mà gần như là zin so với màn cũ. Đấy, không có cái tiếng sẹt 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 như cái đầu một số cái đầu Android thông thường khi mà lắp lên. Đấy. Đấy, rất là ổn. Các bác mà có cái nhu cầu mà nâng cấp các cái dòng màn hình ZTEC hay là GoTEC thì các bác cứ ghé kplus.vn, thì bên em là cái đơn vị mà chuyên lắp đặt, thì em sẽ có một cái video review trên xe trải nghiệm cái con 360 này, thì các bác sẽ xem cái chất lượng khi mà chạy trải nghiệm thực tế là cái cam 360 GoTEC này thì nó sẽ như thế nào các bác nhé. Em cảm ơn các bác.